Ok quý vị, bây giờ trước mắt chúng ta sẽ trở lại một bản tin quan trọng. Đó là sự kiện Tổng thống Trump đến Tòa Bạch Ốc, gặp ông Joe Biden, kính thưa quý vị. Và Tổng thống Trump đã nói chuyện gì với Joe Biden? Thì bắt đầu có những hình ảnh được đưa ra. Và trong đó, một cái tấm ảnh mà tôi nghĩ tuyệt vời nhất, không đâu khác là tấm ảnh Joe Biden cười toe toét khi nói chuyện với Tổng thống Trump. Cái kết thúc cuộc gặp này, đó là cuộc gặp chuyển giao quyền lực. Vì ông Biden sẵn sàng chuyển giao một quyền lực cho Tổng thống tương lai, Tổng thống 47 của Hoa Kỳ. Hôm nay lần đầu tiên mà chúng ta thấy bác Joe của chúng ta thật sự là tươi cười. Bác Joe của chúng ta thật sự là nhẹ nhõm. Và tới ngày hôm nay tôi khẳng định chắc bác Joe của chúng ta bầu cho Tổng thống Trump. Cái tấm ảnh trên màn ảnh của chúng ta đó là hoàn toàn chúng ta thấy cái cuộc gặp rất là formally, nói chuyện rất là warm. Và bên trong thì lửa đang cháy. Một nụ cười nhẹ nhõm, một đôi cảm thấy sảng khoái, một nụ cười MAGA. Ok rồi, không phải tôi nói như vậy đúng không trời? Một nụ cười MAGA. MAGA. Ok rồi, một nụ cười MAGA. Và chúng ta hãy nghe cái cuộc gặp lịch sử này như thế nào. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của những bản tin chấn động. Tin chấn động ngày hôm nay nhất là gì? Đó là bản tin liên quan đến cuộc gặp của Bắc Châu và Bắc Trâm. Well, Mr. President elect and the former president, thank you, Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome. Thank back. You. And, thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. And a transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Joe. You're welcome. Well, Mr. President-elect and the former president, thank you, Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having a, like we said, smooth transition. Một nụ cười MAGA. Có người nói rằng là phá nát cái nước Mỹ của chúng ta để ông Trump dọn rác. Như điều này thật sự Tổng thống Trump chúng ta đi vận động tranh cử đi dọn rác. Thì thành ra trong tương lai là chúng ta phải chịu trách nhiệm tiếp theo những gì diễn ra cho nước Mỹ của chúng ta. Ok. Tôi cũng khá là ngạc nhiên. Ngày hôm nay Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ đi bắt tay với một người được từng cho là Hitler. Là một kẻ độc tài, là một kẻ đe dọa, mối đe dọa của nền dân chủ. Chính trị là như vậy. Chính trị là như vậy. Bắt tay như một kẻ độc tài, Donald J. Trump, theo lời tuyên bố của đảng Dân Chủ cách đây một tuần về trước. Một mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ. Oprah tuyên bố là ông Trump đắc cử, người phụ nữ không có quyền để bỏ phiếu. Và bắt tay với người được mang tên là rác rưởi, Mr. Dọn Rác, Mr. Rác Rưởi. Ok, thì ông Biden sử dụng cái từ là welcome back. Donald dùng cái từ first name rất là thân thiện. Tổng thống Trump nói rằng là chính trị thật là tough. Mà nhiều cái vụ đó hoàn toàn không có là một đất, không có một cái thế giới tuyệt vời. Nhưng ngày hôm nay là một thế giới tuyệt vời và Tổng thống Trump rất là appreciate chuyện này. Thì chính trị là như vậy. At minimum thì Tổng thống Trump cũng appreciate Joe Biden và bắt đầu cái phong trào dọn rác của chúng ta. Từ từ ngày hôm nay rất là nhiều điểm thú vị trong cái chương trình của những bản tin chấn động và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của chúng ta. Đây là cái đoạn mà đến từ CNN
coi nó mới sướng nè quý vị. Tại vì cái đoạn này bắt đầu CNN tụi nó cũng đang rất là ca ngợi ông Trump. Để vài bữa tụi nó chửi ông Trump tiếp tục. Nhưng mà mấy cái đứa anchor news của CNN có vẻ như tụi nó đang bắt đầu méo mỏ từ từ. Ok. Leader of the free world. All right, let's go to this. They're meeting. Looking forward to having a, like we said, a smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome. Thank you very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world. But it is a nice world today. And I appreciate it very much. And a transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get. And I very much appreciate that, Jim. You're welcome. Thank you all. Ok. Tôi pause lại cái chỗ này chứ mình thấy nè. Thấy cái nụ cười của Joe Biden chưa? Nụ cười, tại sao tôi gọi là cái nụ cười này là nụ cười MAGA. Ông biết được rằng là ông làm cho cái nước Mỹ sụp đổ. Ông biết được rằng trong 4 năm qua ông là một tổng thống bù nhìn. Bị cái đám của Obama và Kamala Harris thật sự dẫn dắt và xỏ mũi. Thì có thể là ông đang tức tỉnh lắm. Cái nụ cười MAGA là ông cảm ơn Donald J. Trump. Ngày hôm nay đi vào Tàu Bà Đốc và chuẩn bị dọn cái đống rác về kinh tế, về biên giới, về đối ngoại, về đối nội cho ông. Cái nụ cười rất là MAGA. Nụ cười ngày hôm nay rất là sảng khoái và thoải mái. Thì âu đâu, chương trình của CNN để rằng là Trump and Biden đang có một cuộc gặp lịch sử tại Tàu Bà Đốc. Lịch sử tại Tàu Bà Đốc, quý vị. Ok rồi. Cái đám phóng viên năm nay nó rất là vui. Tại vì bắt đầu cái đám phóng viên tụi nó sẽ có rất là nhiều cơm áo gạo tiền. Bởi vì tụi nó có thể hỏi Tổng thống Trump bất kỳ câu hỏi nào. Tụi nó có thể có những tin tức về Tổng thống Trump và Tàu Bà Đốc. Khác hoàn toàn với chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris gần như đã trốn tránh. Và đã trốn tránh trước cái báo chí và truyền thông. Wow. I mean, just even looking at the body language, well, right? Sure. One of the interesting things, President Trump deferring to President mm-hmm. Biden there by not answering questions and that took some things, restraint. You know it for did. For sure, because he's been in that position. We've all been in the Oval with him, and he often liked to answer questions. And, mm-hmm. I'm sorry, just the imagery, the fire burning, mm-hmm. the bust of MLK on one side, JFK on the other. Ok quý vị, lý do mà tại sao ngày hôm nay tôi rất là sung sướng. Thôi, cái nước Mỹ âu đâu cũng đã vào tay một người có thể quản lý rất tốt, đó là Donald J. Trump. Ông Joe Biden, chương trình của CNN và nhiều cái chương trình khác ngày hôm nay tôi rất là đau buồn. Nhưng mong sao cả, Tổng thống Trump sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại cho toàn bộ người Mỹ của chúng ta. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của những bản tin nóng trong ngày. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Ok rồi. Bây giờ, sự kiện của ông Biden thì đã xong. Bây giờ ta trở lại sự kiện của Thượng viện chúng ta. Bây giờ quý vị đang rất là lo lắng ở trên thượng viện đúng không? Mà tôi thì tôi cũng chẳng có ngạc nhiên gì đâu quý vị ơi. Ok.
Trường viện ngày hôm nay thì Mr. Trung đã chính thức là lãnh đạo của trường viện thay thế cho Mr. Đặc China. Thì cái điểm mấu chốt quan trọng ở đây đó, tôi không ngạc nhiên. Sáng ngày hôm nay mà khi tôi thấy Tổng thống Trump vẫn chưa ra lời tuyên bố endorse cho Rick Scott, có nghĩa là ông không đủ cái lá phiếu trên cái trường viện. Và tôi đoán y chang luôn, Tổng thống Trump rất thông minh vì điều này khi mà ông stay out cuộc đua trên trường viện. Thì phía ngoài có những cái lòng mong ước của những cái nhân vật như là Charlie Kirk, Jack Bozo, rồi Bernie Johnson, rồi nhiều nhân vật YouTuber khác nhau đó, thì có vẻ như đang bắt đầu rất là say sóng, rất là say sóng, rất là đe dọa những thượng nghị sĩ. Tôi nghĩ cái chiến lược này là hoàn toàn backfire, quý vị. Rất khó, và tôi đã biết được cách đây mấy bữa rồi. Thành ra cái kết quả của Mr. Trung tôi cũng chẳng có ngạc nhiên đâu. Mà vì theo dõi chương trình của tôi, quý vị cũng chẳng có ngạc nhiên. Giống như Huy Nguyễn nói rằng là lão Trung làm đại ca rồi thì làm sao tiến hành mai ngày thế nào, tôi không có ngạc nhiên thế nào cả. Cái điểm mấu chốt ở đây là gì? Là chúng ta cần cái thời gian, quý vị. Chúng ta cần cái thời gian. Giống như Tổng thống Trump ngày hôm nay tuyên bố chính thức ủng hộ lại ông Mike Johnson. Hồi sáng nay có người đặt câu hỏi về điều này, tôi đã trả lời rất dứt khoát. Với cái điều kiện này thì khả năng ông Mike Johnson vẫn tiếp tục là chủ tịch của Hạ viện rất là bình thường. Thì quý vị coi chương trình của tôi thì không ngạc nhiên về điều này đâu. Ok, tôi thì tôi welcome cái bản tin này quý vị. Mr. Trung là người đứng đầu trước cái thượng viện. Nhưng mà đoàn ngày hôm nay trong cái press conference thì có vẻ như ông cũng rất là committed trong chính sách của Tổng thống Trump. Thành ra sau cái sự kiện này đó, tôi mới nhận được một điều. Những người mà đưa ông Trump đến sự vinh quang thì bắt đầu có sự hiện tượng say sóng. Như là Charlie Kirk, Bernie Johnson, Bozo, Bernie Go, kể cả luôn Steve Bannon cũng tương tự. Nhưng mà có một người mà thật sự không say sóng, đối với tôi không đâu khác, đó là ông Scott tóc dài. Scott tóc dài sáng ngày hôm nay đăng cái trang mạng của ổng á, và tôi nghĩ ông này thật sự đúng là một người âm thầm và biết nhìn nhận thời cuộc của chính trị. Còn cái đám còn lại đối với tôi hiện giờ thì có thể là họ giỏi được một cái biên độ nào thôi, chứ thật sự bây giờ tôi cũng chẳng có hứng thú đi lấy tin đến từ họ nữa, bởi vì họ vẫn còn nhiều cái hạn chế lắm. Đây là cái lời tuyên bố của ông Scott Pressler. Scott Pressler, quý vị. Ông nói là ngài Trung Thung trở thành người lãnh đạo cái thượng viện mà cho ra đi. Ông nói rằng là tôi không thể nào tập trung vào những thứ mà tôi không control được. Tôi không control được. Nhưng mà cái tôi control được là gì? Là tiếp tục ghi danh. Ghi danh và ghi danh bỏ phiếu khi mà đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị cho những cuộc bỏ phiếu tiếp theo. Họ nói rằng là nếu mà Trump Bay thật sự không thích những cái thượng nghị sĩ của Trump Bay bầu cử thì hãy sơ bộ họ. Thì đây là cái điểm mà tôi nghĩ đối với tôi đó rất là hợp lý. Những cái này chúng ta không control được. Tổng thống Trump không control được. Thành ra Tổng thống Trump không có đưa ra cái lời endorsement cho Rick Scott, mặc dù cuộc bầu cử này nó đang gần, ngày hôm nay là đến đích. Thì quý vị, tôi cũng cho cái lời khuyên vị cẩn trọng. Đối với tôi, khi tôi làm tin tức, nên nó phải có một sự nhận định và cái nào nó có thể được và có thể không, và cái nào nó cần cái thời gian. Chứ chúng ta không thể nào chúng ta muốn được tất cả đâu. Trên đời này không có gì đến không, cho không và biếu không cả. Phải có một quá trình làm việc. Ok. Thì ông Rick Scott đã đi một cuộc đua rất tuyệt vời. Thì không có gì mà tôi phải chia buồn cho ông cả, là bởi vì cái thời thế tôi vẫn chưa đưa ông đến cái hoàn cảnh. Thì cái bây giờ chúng ta đang chờ đợi đó là confirmations.
confirmation giữa những cái nội các của Tổng thống Trump. Cái mà chúng ta muốn cảm ơn ngày hôm nay đó là chúng ta cảm ơn những thượng nghị sĩ ủng hộ cho Rick Scott. Ngày hôm nay hình như là chỉ có mười mấy thượng nghị sĩ ủng hộ cho Rick Scott, gồm có bản thân ông Rick Scott, Marshall Blackburn, thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang Texas, đó là Ted Cruz, ông Bill, Ron Johnson, Mike Lee đến từ Utah, Cynthia, Ron Paul, Marco Rubio, Eric Schmidt, Cindy Highsmith, ông Tommy và J.D. Vance. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thì 13 ghế. 13 ghế cho ông Rick Scott. Ok. Thì những thượng nghị sĩ còn lại là không ủng hộ cho Rick Scott, gồm có Tim Scott, gồm có George Hawley, gồm có những nhân vật như là Tom Curtin, Katie Britt, vân vân. Thì nói chung lại thì cũng rất là khó để primary out những người còn lại, quý vị. Thành ra đối với tôi, chúng ta hãy chấp nhận cái sự thật và move on cho 2026. Cái ghế mà tôi nghĩ 2026 là cần phải loại bỏ, không đâu khác là lại cái ghế của ai? Của ông Corney tại tiểu bang Texas. Và đây là cái lời tuyên bố của ông John Thun khi mà ông đắc cử. Ông John Thun. Thì ông tuyên bố như thế nào và tôi sẽ trình bày cho quý vị cho nó rõ ràng chút xíu. Ok, bắt đầu nha. Đó là cái màn ảnh của chúng ta, ông John Thun. Thượng nghị sĩ John Thun đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết sau khi được các đồng nghiệp lựa chọn để lãnh đạo Thượng viện Quốc hội khóa 119. Trong một tuyên bố gần đây thì ông Thun đã nhấn mạnh niềm tự hào của mình về công việc mà nhóm Cộng hòa đã hoàn thành. Nhóm đã giành được đa số ghế tại Thượng viện và ủng hộ con đường của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào The White House. Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp để lãnh đạo Thượng viện khóa 119. Tôi vô cùng tự hào về công việc chúng ta làm để bảo đảm đa số ghế tại Tòa Bạch Ốc. Nhấn mạnh sự đoàn kết, ông muốn bảo đảm rằng nhóm Cộng hòa sẽ hoàn nhất trí cái mục tiêu chính sách của Tổng thống Trump. Nhóm Cộng hòa này đoàn kết đằng sau chương trình nghị sự của Tổng thống Trump và công việc của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay. Sự lãnh đạo của Trump được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò chủ chốt để thúc đẩy những sáng kiến lập pháp quan trọng phù hợp với tầm nhìn của Trump đối với nước Mỹ, với trọng tâm là tăng trưởng kinh tế, an ninh quốc gia, các nguyên tắc bảo thủ. Ông Trump và các đồng nghiệp của ông được kỳ vọng sẽ đóng góp một vai trò thực hiện lời hứa chiến dịch và thúc đẩy cải cách quan trọng tại Thượng viện. Ok rồi. Thì đó là lời hứa của ông là như vậy. Còn cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Sáng ngày hôm nay thì đối với tôi thì tôi cũng bình thường lắm. Tôi cũng bình thường, tôi cũng đang chờ đợi coi cái kết quả như thế nào đó chứ thật sự. Còn có nhiều đứa nó lên, nó đe dọa ông Thun. Tôi thấy cũng tội nghiệp. Nó đe dọa ông Thun. Nó nói ông Thun mà không làm được là tụi nó sẽ primary ông Thun. Mấy cái đám này nó đôi khi bây giờ tôi thấy nó cũng đang ngáo ngáo rồi quý vị ơi. Sao á. Người ta nói thắng không kêu, bại không nản. Còn mấy ông nội này bắt đầu đang ngáo ngáo rồi. Như là Charlie Kirk, là Bernie Johnson đang ngáo ngáo rồi đó nha. Từ từ, đang ngáo ngáo rồi. Bây giờ con người mà lúc chẳng có gì thì không có gì cả, nhưng lúc có something thì bắt đầu cũng ngáo ngáo rồi. Ok rồi mẹ, đây là lời của John Trung. When it comes to choosing nominees who will pass Senate confirmation? Well, as you know, the Senate has an advise and consent role under the Constitution, so we will do everything we can to process his noms quickly, get them installed in their position so they can begin to implement his agenda. And
when it comes to choosing nominees who will pass Senate confirmation? Well, as you know, the Senate has an advise and consent role under the Constitution, so we will do everything we can to process his noms quickly, get them installed in their position so they can begin to implement his agenda. Lời hứa của ông là như vậy. Thì chúng ta hãy observe thôi. Observe. Thì Tổng thống Trump cũng chưa có nói gì về điều này. Nhưng mà tôi nghĩ Tổng thống Trump cũng sẽ sẵn sàng làm việc. Làm việc với lại lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa trên Thượng viện. Ngày hôm nay ngoài ông Trump thì Tim Scott được lãnh đạo là cái cơ quan của Đảng Cộng Hòa trên Thượng viện. Ok. Tim Scott. Hey, brother. Without any question, President Trump set out to make sure that Americans felt like this country and the American dream was alive and well and there for them. From the border to fixing the economy to solving the issue of crime and restoring confidence on the global stage, President Trump has been very clear on his agenda. Our goal with our leader, John Thune, is to make sure that we achieve those objectives. My passion is making sure that we defend our current seats and expand the map and expand our majority so that President Trump does not have 2 years with a Republican majority in the Senate, and he has 4 years in control of making sure that America's agenda comes home to each and every household. Tim Scott. Hey, brother. Without any question, President Trump set out to make sure that OK, đây là cái lời của ông Tim Scott. Nhưng mà tôi thì nói như vậy, tôi nghe cho vui. Chứ thật sự, nếu mà tôi tỉnh tình với ông Tim Scott thì tôi hoàn toàn không. Từ đầu tôi đã không tin tưởng ông Tim Scott rất là lâu rồi. Khi ông đứng ra chống Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ rồi quý vị. Nhưng at minimum thì chúng ta cứ hốt như vậy đi. Chúng ta cứ hy vọng là 2026 chúng ta sẽ có nhiều ghế hơn để có Thượng viện, để tiếp tục giữ cái Thượng viện, để Tổng thống Trump có thể có 4 năm trên cái Thượng viện. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của những bản tin. Và đây là bản tin chấn động nhất luôn. Breaking news một second về trước. Ông Trần Nghị Sĩ Thu đến từ tiểu bang South Dakota là lãnh đạo đa số trên Thượng viện của Đảng Cộng Hòa đã có cuộc điện thoại với Tổng thống Trump. Fox News đưa tin. Thì đây có thể rằng là một breaking news. Để thành ra rằng là chúng ta chờ đợi cái cuộc điện thoại này break out như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ hai cái điều kiện mà ông Thun cũng đã đồng ý với Tổng thống Trump, đó là hãy confirm tất cả những vị trí trong cái nội các của Tổng thống Trump 2025 sắp tới đây. Là phải nhanh, phải gọn, phải lẹ. Và không chấp nhận confirm những cái thẩm phán nào còn lại trong những ngày cuối cùng khi chuyển giao quyền lực cho 2025. Thì tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ cố gắng làm việc với lại ông Thun. Mà chúng ta sẽ đẩy nhanh cái tốc độ confirm chẳng hạn như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, những vị trí nội các quan trọng như là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, để chúng ta có thể sẵn sàng làm việc cho nước Mỹ ngay từ ngày đầu tiên. Ok rồi. Coi có cập nhật bản tin nào chấn động chứ vì không hen. Số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 657-600-8888. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại. Quý vị nào á, quý vị nào mà muốn làm member của Vũ Luân thì Vũ Luân thì số điện thoại là 657-600-8888. Ông CD nói gì đây? Tổng thống Trump quá thông minh đã rào trước. Cái này chúng ta cũng đã bình luận rồi quý vị. Quý vị nào thêm cái chương trình của tôi thì không ngạc nhiên đâu.
Cái cách mà Tổng thống Trump đưa ra hai cái điều kiện đó là cái hàng rào đầu tiên đó. Và lúc đó Tổng thống Trump đưa ra mà Tổng thống Trump vẫn chưa ủng hộ cho Chris Scott thì có nghĩa rằng là chưa có đủ phiếu. Trong bản thân ông Trump cũng ủng hộ cho Chris Scott, nhưng mà không đủ phiếu, nên thành ra Tổng thống Trump sẽ không endorse ai cả. Nhưng mà ngày hôm nay ông lại endorse ông Mike Johnson, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cũng tiếp tục chờ đợi đó, chứ thật sự cũng không đủ phiếu để thay đổi nhân vật nào khác ngoài ông Mike Johnson. Thì cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump hai ngày về trước đó, là hai cái điều kiện căn bản, đó là cái checkmark đầu tiên cho thử thách người đứng đầu trong cái thượng viện của đảng Cộng Hòa. Vậy thôi. Ok, câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Còn nếu không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin tiếp theo trong chương trình của buổi sáng ngày hôm nay. Ok, tin tức thì tràn đầy, thì chúng ta cứ flow on the flow thôi quý vị, chứ sao giờ? Câu hỏi tiếp theo là gì trên live chat? Ok rồi, nếu không có chúng ta sẽ đi vào bản tin tiếp theo. Một lần nữa, số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Ok rồi. Coi có tin tức gì đây? Vivek. Vivek là người đứng đầu trong cái bộ minh bạch, mà tôi gọi là bộ chống tham nhũng hay là bộ hiệu quả của chính phủ, đã chính thức lên tiếng. Ứng cử viên tổng thống trong quá khứ Vivek hôm thứ Tư cho biết rằng ông và Elon Musk sẽ lên kế hoạch giảm quy mô lớn của chính phủ liên bang như một phần trong công việc của họ trong cái bộ hiệu quả của chính phủ, mới đổi tên là bộ DOC. Đáp lại tuyên bố của tổng thống đắc cử Donald Trump về việc bổ nhiệm cùng Elon Musk lãnh đạo cái bộ DOC, Vivek đã viết thứ tư trên cái nền tảng trả hồi của X rằng trong 2 năm, tòa án tối cao đã phán quyết rằng nhà nước hành chính đang hành xử theo cách phi pháp, một cách trắng trợn. Những việc tát vào cổ tay cái bộ máy quan liêu sẽ không giải quyết vấn đề được. Câu trả lời đúng đắn duy nhất là cần cắt giảm biên chế hàng loạt. Vivek có thể đã cân nhắc một quyết định mang tính bước ngoặt của tòa án vào cuối tháng 6, đã bác bỏ học thuyết Chevron, một tiền lệ pháp lý 40 năm tuổi. 40 năm tuổi theo yêu cầu của tòa án phải tuân theo diễn giải của cơ quan liên bang, dự luật mà có thể coi là mơ hồ. Tòa án cũng ban hành phán quyết cùng ngày đó cho Ủy ban Chứng khoán Giao dịch SEC kiện Jack Dorsey. Phán quyết này cũng làm suy yếu thẩm quyền của cơ quan liên bang và củng cố ngành tư pháp. Trong bài đăng khác vào thứ Tư, Vivek tuyên bố bộ đó sẽ bắt đầu sớm quy động cộng đồng để đưa ra những ví dụ về sự lãng phí, gian lận, lạm dụng của chính phủ. Người Mỹ đã bỏ phiếu cho cải cách chính phủ triệt để, họ xứng đáng được tham gia vào việc sửa chữa nó. Chi tiết của bộ phận mới không được biết rõ và không rõ nét hoạt động như thế nào. Mặc dù Elon Musk và Vivek đều cho là lãnh đạo cái văn phòng, nhưng mà Tổng thống Trump đặt hoàn toàn cái niềm tin vào đây và sẽ hạn chế cho họ cho tới ngày July 4 của 2026. Wow, tuyệt vời! Chúng ta đặt niềm tin vào Vivek và Elon Musk. At minimum là chúng ta có một cái bộ để làm minh bạch cái chính quyền, cái bộ hiệu quả của chính phủ, và đã bước đi rất đáng kể. Và tôi nghĩ những cử tri độc lập cũng đang ủng hộ cho Tổng thống Trump rất nhiều.